Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe vậy. Trong cái bản tin là ngày hôm nay em tiếp tục là em lên em cập nhật cho quý vị những cái thông tin thì nó đang liên quan về cái vấn đề như là của luật sư Trần Quốc Vũ. Chắc hẳn quý vị cũng biết trong khoảng vài ngày hôm nay thì luật sư Trần Quốc Vũ không biết vì cái lý do gì mà không lên trên mạng xã hội giao lưu cùng khán giả, thậm chí là chia sẻ những cái clip livestream phát trực tiếp cùng khán giả. Quý vị cũng biết khi mà luật sư Trần Quốc Vũ lên trên mạng xã hội chia sẻ livestream gì đó quý vị, được rất là nhiều cô dì chú bác ủng hộ, thậm chí là rất quan tâm về cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai. Thì quý vị biết khi mà những ngày hôm nay luật sư Trần Quốc Vũ chắc có thể là bận một số công việc như là đi những cái vụ việc của phiên tòa, tại người ta là luật sư chân chính mà quý vị, thì sẽ nhịp được nhiều người thuê, thậm chí là nhiều người mướn đi cãi giùm những cái vấn đề trong liên quan tới phiên tòa, tại vì người ta là luật sư có tiếng có tâm, chứ không phải là như những cái vị luật sư online khác như luật sư Thanh Từ Trần, luật sư Trần Ngu Si, thậm chí là năm vị luật sư bảo vệ bên phía Tịnh Thất Bồng Lai chỉ biết ăn ở không, thậm chí là ngày nào cũng lên trên mạng xã hội nói về cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, là nói là những người trong Tịnh Thất Bồng Lai bị quan, những người trong Tịnh Thất Bồng Lai bị du quan các kiểu đó. Bởi vì vậy cũng biết á, và bây giờ những cái vị luật sư đó, thậm chí là những cái luật sư online đó, đâu có ai được thuê nè, đâu có ai đi mướn những người đó đi cãi giùm đâu. Mà khi á là nghe cái thông tin luật sư Vũ hầu như là bị biến mất trên mạng xã hội vài ngày, thì những người này bắt đầu lên có những cái tin đồn đãi nó rất là hay, rất là nóng luôn quý vị. Nói là luật sư Trần Quốc Vũ bị cơ quan chức năng mời làm việc, và thậm chí là có một cái nguồn thông tin mà ngày hôm nay em cũng vừa nhận được liên quan tới luật sư Trần Quốc Vũ từ những cái kênh YouTube như là Mộng Nguyễn hay là một số những kênh khác gì đó vậy, đang chia sẻ cái câu chuyện là nói luật sư Trần Quốc Vũ bị liên đoàn luật sư tước cái bằng rồi, không được làm luật sư nữa rồi. Đó, ghê quý vị. Rồi nghe đâu á là những cái nguồn thông tin này được một cái kênh YouTube là của Mộng Nguyễn, Mộng Nguyên gì đó chia sẻ lại. Trời trời quý vị, ghê quý vị. Nhiều cái kênh YouTube mà ủng hộ bên phía Tịnh Thất Bồng Lai đó quý vị. Bây giờ á là bu bám theo á cái vấn đề của Tịnh Thất Bồng Lai, là đâu có cần xem báo đâu quý vị. Cũng đâu có xem báo công an là xem tin tức trên mạng xã hội đâu. Đó, chỉ thấy là Mộng Nguyễn đưa cái thông tin luật sư Trần Quốc Vũ bị tước bằng luật sư, là những cái kênh YouTube này bắt đầu hù vào, nói luật sư Trần Quốc Vũ bị tước bằng rồi, luật sư Trần Quốc Vũ bị công an mời điều tra rồi, về một số cái vấn đề vu khống, về một số những cái vấn đề cờ bạc, tệ nạn xã hội các kiểu. Nhưng khán giả hỏi nguồn thông tin này có chính xác không em, thông tin này em cập nhật từ đâu vậy? Trời ơi, thông tin này em cập nhật từ cái kênh của Mộng Nguyễn. Trời ơi, ghê quý vị, em cập nhật từ cái tin của Mộng Nguyễn. Mộng Nguyễn cập nhật thông tin nào cũng chính xác hết trơn á, là nên em thấy Mộng Nguyễn lên cái bài luật sư Trần Quốc Vũ bị tước bằng luật sư là em chắc chắn là tin tưởng 100%. Em chạy lên em chia sẻ cho quý vị liền. Mong quý vị và các bạn ủng hộ, cũng nhớ cho em một like luôn. Trời ơi, trời, giỏi thiệt. Cái kênh của Mộng Nguyễn bây giờ quý vị còn giỏi hơn là những anh báo, anh Chí nữa, thậm chí là giỏi hơn những cái báo chính thống nữa, cập nhật tin tức nhanh nữa quý vị, chính xác nữa. Trời ơi, vậy mà cái thông tin tin tức của Tịnh Thất Bồng Lai anh Mộng Nguyễn không có lên cập nhật, kỳ dữ vậy. Rồi cái thông tin mà Tịnh Thất Bồng Lai bị nhận những cái mức án 5 năm, 4 năm, anh Mộng Nguyễn không cập nhật cho những cái bọn YouTube dơ khác người ta cập nhật theo. Anh Mộng Nguyễn này chơi kỳ thiệt, chỉ cập nhật cái thông tin của luật sư Trần Quốc Vũ bị tước bằng luật sư, cái là những cái kênh khác đồng loạt tin của anh Mộng Nguyễn là chính xác. Rồi còn Mộng Nguyễn đấu tố Duyên Mai, Mộng Nguyễn đấu tố Miêu Mập, trời ơi trời hay, anh Mộng Nguyễn vạch mặt những bọn này, trời ơi, đưa Mộng Nguyễn lên quá trời luôn. Nhưng kết cuộc Mộng Nguyễn làm gì sẽ được Tịnh Thất Bồng Lai quý vị? Mộng Nguyễn đưa tin chính xác quá, và có giúp được cái Tịnh Thất Bồng Lai hay không? Hay là anh ta cũng như một số những vị luật sư chỉ biết bài những cái chiêu trò
lừa gạt khán giả. Thậm chí là anh ta cũng biết lên trên mạng xã hội nói những cái thông tin liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai, cho họ tỉnh Thất Bồng Lai bị quan cơ quan chức năng cần điều tra cái vụ 50 người tấn công tỉnh Thất Bồng Lai các kiểu, cho họ những cái thông tin đó người ta biết hết trơn rồi. Và tại sao mà ông Nguyễn không có lên giống như Miêu Mập gì đó, và lên để chia sẻ những cái bài mà những cái trang báo chính thống đưa lên nói về cái câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai giống như Miêu Mập. Tại vì quý vị biết á, đâu có dám mà hò cái mặt ra đâu để chia sẻ những cái bài ở đâu. Trời ơi, quý vị nghĩ đi, Miêu Mập á chỉ đọc lại một cái bài thôi, chỉ đọc một cái bài của liên quan tới câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai thôi, là những người này bắt đầu hùa vào quỷ kênh nó mà nói Miêu Mập quay xe. Trời ơi, từng là đồng đội với nhau, chơi chung với nhau thân thiết, từng kéo nhau lên. Và bây giờ quý vị thấy không, chỉ vì một cái bài báo đẩy Miêu Mập đi luôn. Thậm chí quý vị cũng biết Mộng Nguyễn cũng là người nói Miêu Mập là người quay xe đó. Thậm chí là một số những cái fan, thậm chí là một số những kênh YouTube khác cũng vậy, cũng hùa theo cái ý đồ đó. Thì bây giờ Mộng Nguyễn cũng tiếp tục chia sẻ là luật sư Trần Quốc Chủ bị tước cái bằng đó, tước tịch thu cái bằng rồi, kêu luật sư Trần Quốc Vũ lên đính chính đi, đem cái bằng của mình ra đi để cho khán giả và cô dì chú bác biết. Ghê không quý vị, trời, làm như là chắc ăn 100% lắm. Nhưng mà quý vị cũng biết, trong những ngày hôm nay thì hầu như em cũng có xem, em cũng vào kênh của luật sư Trần Quốc Vũ, em cũng thấy là trong những ngày hôm nay khoảng vài ngày rồi cũng chưa thấy luật sư Trần Quốc Vũ có lên live stream hoặc là giao lưu cùng khán giả. Thì biết đâu á, luật sư Trần Quốc Vũ người ta có công chuyện, công việc đi bận trong cái phiên tòa tiếp, cãi phiên tòa tiếp người ta, hoặc là nhận một cái vụ án nào rồi sao. Chứ người ta là luật sư mà, chứ đâu phải là người ta tập trung vào một cái ngành, cái ngành YouTube này để kiếm tiền đâu. Người ta lên á, YouTube á, là người ta giao lưu, chia sẻ những cái thông tin và thậm chí là nhiều cái kiến thức liên quan về luật pháp để cho một số người am hiểu, thậm chí là cho một số người nhận ra cái sự việc, cái nào là sai, cái nào là trái. Chứ đâu phải là như cái những dạng luật sư mà Thanh Từ Trần nè, Trần Ngu Si nè, luật sư bảo vệ bên phía tỉnh Thất Bồng Lai nè. Bây giờ đâu có chuyện gì làm đâu quý vị, ở không nhiều quá đó, đâu có chuyện gì làm đâu. Như luật sư Vlog người ta cũng có đợi đơn kiện, có người đi tiếp kiện tiếp đó, đi tiếp người ta. Còn những cái vị luật sư mà em mới nêu lên đó, đâu có giúp gì được cho ai đâu đó, và đâu có ai mướn kiện đâu đó, bởi vì đâu có làm được cái công chuyện gì, chỉ biết lên trên mạng xã hội nói về vấn đề A, nói về vấn đề B, nói về tỉnh Thất Bồng Lai. Bây giờ tỉnh Thất Bồng Lai vẫn còn được sai nè, tỉnh Thất Bồng Lai sẽ được minh quang nè. Bây giờ tôi đang tập trung nha, tôi tập trung là tôi tìm những cái bằng chứng liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai để tôi cung cấp cho khán giả. Tôi tìm rất là nhiều bằng chứng rồi, sắp có bằng chứng để cứu được tỉnh Thất Bồng Lai rồi. Mong quý vị nhớ cho tôi một like, rồi quý vị nhớ chia sẻ luôn đó, rồi quý vị nhớ cho tiền cà phê luôn luôn nha. Đó chính là những cái câu dằn cuối cùng của những người luật sư này. Trời ơi, chia sẻ xong thấy người ta cho được 20-30 đô, cảm ơn nha, có động lực chia sẻ nữa, đâu có cần là đi bào chữa đâu. Mà cũng quên quý vị, có ai mướn đâu mà cần đó. Thì ở nhà chỉ biết làm YouTube, rảnh rỗi quá đâu có chuyện gì làm đó. Luật sư mà rảnh thấy ghê luôn á, một năm 12 tháng không có ai mướn, không có ai kêu, không có ai làm, chắc không có bằng luôn hay gì rồi, hay là những cái bằng đó là những cái bằng giả, những cái bằng mua, nên người ta biết, người ta đâu có dám mời, đâu có dám kêu, đâu có dám kêu bảo lãnh, kêu đi cãi giùm đâu. Đó nên ăn ở không nhiều quá, lên trên mạng xã hội nói chuyện này xong nói chuyện kia, thậm chí là có nhiều người á còn mở ra cái lớp dạy luật nữa mới ghê nghe quý vị. Trời ơi, cho trình độ thì không có, đi mở cái lớp dạy luật rồi dạy cho ai nghe, cho dạy cho những người đi học đại học, những người cần hiểu kiến thức về luật pháp. Em sợ thiệt quý vị, không biết có ai có đăng ký học hay không. Em dạy miễn phí nha quý vị, trời ơi, em dạy miễn phí, em dạy không lấy tiền đâu, em dạy là chủ yếu là kiến thức cho mọi người thôi, mình lo cho mình chưa xong nữa, còn bày đặt đi lo cho người khác, chỉ người khác. Em nghe những người này á lên trên mạng thấy xã hội á, thể hiện là mình tốt lắm quý vị, trời ơi, thể hiện là tôi là xuất sắc, tôi là luật sư giỏi, tôi sẽ đi cãi nhiều vụ án, tôi sẽ giúp được nhiều người. Nhưng cái kết quả và cái kết cục quý vị thấy có cãi được cái vụ việc nào chưa, thậm chí là có giúp được ai hay chưa? Chưa hề, còn hại cho người ta nữa quý vị à. Đó, thì nói chung cái bản tin thì ngày hôm nay em chỉ muốn lên á là em chia sẻ cho quý vị và các bạn
cái thông tin thì liên quan tới luật sư Trần Quốc Chủ thì có bấy nhiêu thôi. Thay quý vị và các bạn có xem kênh đó thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe quý vị. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh cái nó mất đề xuất rất là nhiều nên bây giờ em làm clip cũng đắt ít anh chị em xem. Thì mình có xem kênh đó thì cũng nhớ xem một like luôn nghe quý vị để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi. Để em còn động lực mà em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào. Bye bye quý vị. Bye bye.